chị em á, thì hôm nay em có về một cái lô thò đỏ Kiên Giang đó, thì em giới thiệu anh chị em mình ha. Là ho bói của nó anh chị em ha, cái này ho bói của nó. Cái dòng này thì anh chị em mình biết là nó rất là hot, tại vì lúc trước em về cái chậu cái thân nó chỉ có một gang tay thôi mà đã tắt hàng luôn anh chị. Còn cái kỳ này em về là cái thân thằng này nó là một gang, hai gang, ba gang, bốn gang, là tùy theo chậu nha anh chị ha, tối đa là bốn gang tay trở xuống. Thì cái này là bốn gang tay tương đương với khoảng tầm 60 đến 80 sen anh chị em ha. Thì anh chị em mình lưu ý, thì em chỉ có một cái lô này thôi, đó là thỏ đỏ Kiên Giang anh chị em ha. Thì anh chị em nào sưu tầm thì chậu phi 18 nha anh chị ha, chậu này là chậu phi 18, cái chậu phi 18 rất là rộng anh chị ha. Và cây nó là cây lớn, cây này trồng giữ được cái lá như thế này rất là khó nha anh chị em ha. Cái thằng thỏ đỏ Kiên Giang này, anh chị em nào sưu tầm thì em sẽ chia sẻ lại anh chị em mình một chậu là 240.000. Và lưu ý với anh chị em mình nha, cái này em bán theo chậu nha, cứ một chậu là phi 18, ít thân hay nhiều thân gì cũng là giá đó anh chị em ha. Nhưng mà em không có lựa cho anh chị em mình cái theo yêu cầu là chậu bao nhiêu thân nha, em không có lựa đó. Tại vì ưu tiên cho những anh chị nào mà đặt hàng sớm thì em sẽ lựa những chậu lùm anh chị em ha. Đó thì em lưu ý, chứ nhiều khi có nhiều anh chị mình em lựa cho chị chậu 3 thân 4 thân thì em không thể đáp ứng được, tại vì cái hàng này nó có, ví dụ như có một thân đây nè, một thân vậy thế này nó gãy rồi thì thân này là kế, thân này là chuẩn bị lên tiếp thì nó vậy, còn có thằng thì nó lên vậy, thì có thằng thì nó lên tới 2-3 thân một lượt nó. Và hàng này đang đi nhọn nhanh vậy, Tết năm nay thì nó sẽ ra bông nhưng mà không nổi nè, không nổi, cái thân nào đứng ngọn thì nó sẽ ra bông. Thì này là em chủ yếu là em bán cho anh chị em mình sưu tầm cái giống thò đỏ Kiên Giang này anh chị em ha. Thì em về cái lô này cây lớn anh chị, cây rất là lớn, nhưng mà cái giống này khó có ai chia sẻ lắm anh chị, khi mà đã trồng cái chậu mà lớn như thế này ít có ai chia sẻ mình lắm anh chị. Cho nên em vô tình em thấy và em năn nỉ lắm anh chị mới được thân tầm 20 mấy cây thôi. Thì anh chị em mình có giữ giống á để mình chơi á, thì em chia sẻ lại anh chị em mình ha. Thì cái này là giống thò đỏ Kiên Giang nha chị, mặt hoa đã sổ, sổ mặt hoa là biết nói là dòng thò đỏ Kiên Giang và lá rất là đẹp nha. Đó thì cái lô này rất là đẹp anh chị ha, anh chị em nào mà sưu tầm thì cứ liên hệ. Có chậu thì nó ba thân như thế này nè anh chị đó, nhưng mà cái này mình chủ yếu là giữ cái giống thôi, chuẩn giống anh chị ha. Rồi cả nhà mình yêu thương sản phẩm này comment bên dưới luôn, hoặc là liên hệ số điện thoại anh chị ha. Giá em nhắc lại là 240.000 một chậu anh chị ha, chỉ một chậu thôi. Và em không có bán sỉ, tại vì cái thằng này em có 20 mấy chậu thôi, em lưu ý lại luôn nha, là cái thằng này em có 20 mấy chậu thôi anh chị. Thì nó có khả năng nó rất hết rất là nhanh, tại giống này anh chị em đang rất là sưu tầm dòng thỏ đỏ Kiên Giang anh chị, đang rất là hot nha thị trường nha anh chị ha. Mặt hoa nó rất là đẹp anh chị, tại vì cái thằng này là vườn mình để bông chưa có đạt nha anh chị ha. Nếu mà cái vườn mà cái cây này á mà nó ăn đủ nắng á và cách chăm sóc á mà ok hơn tí á thì nó ra bông rất là nhiều, và cái bông khoảng tầm 2 tháng 2 tháng mấy mới tàn trở lên nha anh chị ha. Và cánh nhựa và hoa rất là đẹp luôn. Cái thằng này em đang quay là cái bông á trên thân là nó chưa có đạt màu anh chị ha, nó chưa có tới cái màu của thằng thò đỏ Kiên Giang, nhưng mà khuôn bông là của thằng thò đỏ Kiên Giang rồi anh chị em ha. Anh chị em mình lưu ý đây nè anh chị, cánh nhìn cánh này nè là biết nó nè cả nhà ha. Cả nhà mình lưu ý ha, dòng này là thò đỏ Kiên Giang nha anh chị em ha, chính xác hết chạy. Rồi cả nhà mình yêu thương sản phẩm này thì em ship code toàn quốc nha, chỉ có 20 mấy chậu thôi anh chị em ơi. Và cây thì khoảng tầm 30 đến 4, cây này á phải nói là nửa mét, tầm nửa mét có nha anh chị em ha. Và có cây thấp hơn có nha, nếu mà cây thấp thì nó sẽ là nhiều thân tí, nó cây thấp thì nó nhiều thân đây nên chị. Cây này khoảng tầm 2 gang tay thôi, 40 sen thì nó tới 3-4 cộng lực, nó tùy theo cái cây. Còn cây này thì nó cao khoảng tầm hơn nửa mét luôn, nhưng mà nó được có 2 cây thôi, cây mẹ và cây con đó. Vườn trồng rất là đạt nha anh chị em ha, hàng này lá rất là đẹp luôn. Cho nên anh chị em mình sưu tầm thì em chỉ có một cái lô này thôi cả nhà ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video, anh chị em mình liên hệ thì cứ gọi trực tiếp về số điện thoại của em anh chị em ha. Rồi cảm ơn cả nhà.